Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 14 tác phẩm tiểu thuyết Cõi Mê của cố tác giả Triệu Xuân. Chẳng biết ông Hòa có nghĩ như dứa không, nhưng chắc chắn rằng thằng Thăng cháu đích tôn của ông Hòa không nghĩ vậy. Từ trong quán nhậu bước ra, ai mà chẳng nghĩ mình là một vĩ nhân. Thằng Thăng đang nghĩ nó là vĩ nhân. Từ 10 giờ sáng tới giờ, nó và ba thằng đệ tử chơi hết hai chai Hennessy, mừng thằng cu mì được về. Lẽ ra nó ra trại từ lâu rồi, nhưng trong trại nó dậm giật cái chân giữa thế nào mà đang chưa xông vào trại nữ để nghiến con bé da trắng càng dài, ngực trái dừa, mông trái dưa hấu và dập tơi tả con bé. Lời thằng mì kể, lúc nó dập thì con bé không la, giá như nó la đã trở thành chuyện kỷ luật. Nó không la mà chỉ rên ư ử, đến khi con bé ở giường bên cạnh thức giấc, thèm quá, mò sang, đòi ăn ké. Thế là con bé mông dưa hấu điên tiết là toàn toác. Bớ người ta, tôi hiếp nó. Ý lộn, nó hiếp tôi, bớ bà con ơi. Xong, rồi đời thằng mì. Nó chỉ còn một tuần nữa làm ăn hạn cải tạo, nay thêm 3 tháng nữa phải đục đá, trẻ đá, khuân đá lên xe tải, tay chân tóe máu thường xuyên. Đáng đời, ai bảo ham. Tưởng là nó tờn tới già, ai dè trước khi mãn hạn có 2 ngày. Nó lại sinh sự với một thằng có bản mặt hầm hố 3 gai. Hai đứa tỉ thí một trận gió lầm cát bụi. Thằng Mi là đệ tam đẳng huyền đai taekwondo, cho thằng hầm hố 3 gai đo ván, gãy 2 răng cửa và cánh tay trái, máu phun đỏ lòm bụi cây chó đẻ. Hết thuốc chữa thằng Mi, nó dính thêm vài tháng trẻ đá nữa. Nay mới được ra, đại ca XO không cho thằng Mi làm lại. Tránh xa thằng cu này ra. XO ra lệnh cho thằng Thăng, nhưng thằng Thăng thương bạn, nó vốn là người dễ mùi lòng. Nó kêu thằng Mì đi nhậu. Thằng Thăng đâu có phải tốn tiền, ký sổ là ok. XO giao cho nó làm thanh sát hệ thống hơn chục nhà hội nhập kia mà. Oách lắm chứ bộ. Nó rút bóp cho thằng Mì 1 triệu bảo. Mày yên trí, từ từ rồi tao tính cho. Thiếu cha gì việc làm ở cái đất Sài Gòn này. Thế thì làm gì, thằng Mì và 2 ông bạn kia không tâng thằng Thăng lên 9 tầng mây. Đại ca dòng xanh là nghĩ hiệp nhất thiên hạ. Anh Thăng trọng nghĩa khinh tài, chơi đẹp với em út. Đại ca uống dữ thiệt, uống mất bao nhiêu là rượu mà càng uống càng hay, càng đẹp trai, tụi em theo không kịp. Tụi con gái nhớ thèm đại ca, như dân Ken nhớ thèm bột trắng. Mà sao đại ca dai sức có vậy, em nào cũng ca ngợi sinh lực đại ca là vô cùng vô tận. Thằng Thăng thấy mình đúng là vĩ nhân rồi, không có ai trên đời này được như mình. Nó rút mobile kêu taxi, khệnh khạng lên xe, giơ tay vẫy rất điệu, như là một chính khách. Cử chỉ này nó hòng lóm được của mấy ông cảnh thường lui tới với XO. Miệng nói hút bay rồi hất hàm cho lái xe. Giọt lại lên. 3 đứa kia nhìn theo đại ca thán phục. Bà nãy khi kêu khui chai rượu thứ 2, thằng Thăng định bụng nhậu xong tới biệt thự mùa thu. Ngọc Trân đã đi làm phiên dịch theo nghề trị cho một công ty dệt may của Đài Loan. Từ khi ông Hoàng về hưu, Ngọc Tiên cũng mất việc làm ở tổng công ty biển. Cô dùng vốn tự có của mình tiếp tục hái ra tiền từ những ông chủ công ty, nhất là đám chủ trẻ, con ông cháu cha, giàu sồi. Mới phất từ những doanh nhân người nước ngoài sẵn tiền hào ngọt. Hơn một lần, Ngọc Tiên cho đại ca XO của thằng Thăng biết thế nào là thưởng thức cuộc đời theo cách của Tiên. Chẳng biết có nhờ và sai phái chi không mà XO cho Ngọc Tiên bộn bạc. Thế rồi nhân đi xin việc cho em gái, một khứa người Đài Loan, giám đốc điều hành công ty dệt may đồ lót. Được Ngọc Tiên trả cái ơn đã nhận em mình bằng một chầu mây mưa giông bão trên bàn làm việc của khứa. Ngọc Trân đi làm, ngày càng phồng phao, ngực căng mông mẩy mà cái eo thì nhỏ xíu, đẹp như tố nữ nước Sở. Trần thường điện thoại cho Thăng, tuần nào thằng Thăng cũng hơn một lần làm cho Trần thỏa mãn, nhưng với Ngọc Tiên thì khác. 2 tháng nay Tiên tránh mặt thằng Thăng, lý do khứa Đài Loan sau cái chầu mây mưa giông bão trả ơn kia đã cắn câu. Gia đình khứa rất giàu có, ở Đài Bắc khứa chơi sộp chi đẹp, hơn thế chuyện trên giường thì cái ấy của khứa mạnh quỳ khóc thần sầu, không ai sánh bằng. Ngọc Tiên chịu liền. Khứa dinh Ngọc Tiên đi du lịch Thái Lan, Đài Loan và hứa sẽ làm hôn thú để đưa Ngọc Tiên sang Đài Bắc tổ chức đám cưới. Ngọc Tiên nghĩ mất một nửa thời gian ngủ trong đêm, thêm một buổi chiều mưa Sài Gòn tầm tã, một mình trong ngôi biệt thự thanh thang, Tiên cảm thấy mình cô đơn quá. Tuổi 31 rồi, cái già ầm ầm lao tới, cứ ham hố thèm khát tiền và dục tình thì đến bao giờ cho đủ. Như thế cũng thỏa chí rồi, nên dừng lại để lựa một tấm chồng. Khứa này học bên Mỹ về, đàng hoàng, gia thế, giàu sang và nề nếp. Tiên quyết định nhận lời lấy khứa, cô mang giấy tờ đi làm hôn thú. Chính vì thế mà Tiên xa lánh Thăng. Lần gần đây nhất thằng Thăng cứ nài nỉ hoài, mà đêm trước thì bị khứa Đài Loan làm overnight, nên Tiên giận, giọng lạnh tanh, khinh miệt mắng thằng Thăng. Dài như đỉa đói,
Nào, mần cho lại rồi biến, xin cho tôi yên để tôi còn lấy chồng cha nội. Thấy thằng Thăng há hốc mồm đứng bất động, Tiên dằn giọng, nào đớp đi, còn chờ cái chi mà chưa đớp. Trời đất yêu nhau mà khinh miệt nhau, làm tình mà ra lệnh rồi kêu bằng đớp, bộ ta là chó sao? Nó dạng háng trước mặt ta, gian lệnh khinh bỉ như bố thí, rồi bảo từ nay biến, hỗn hảo quá xá. Cô em quên mất ta là ai rồi sao? Ngu rồi Tiên ơi. Được, đã thế ta sẽ cho cô em nếm mùi khinh rẻ. Ta mới có quyền rẻ giúp em. Hiểu chưa? Con đĩ ngựa dâm đãng ham tiền Đài Loan mà bạc tình với ta hả? Ta sẽ thế Tiên hành đạo, thay trời đầy ải cô em. Bữa đó thằng Thăng hành cho Ngọc Tiên muốn xỉu. Khi Tiên không còn sức chịu đựng nữa, cô la lên, gom hết sức tàn co chân đạp thằng Thăng. Nhưng nó cứ dính như sam. Càng đẩy nó ra, nó càng làm thô bạo hơn, chảy máu. Tiên phải ngồi trong chậu nước sát trùng mỗi ngày 5-6 lần, hai ngày sau vẫn còn đau rát. Thằng Thăng quyết phá nát con cao bồi già cho hả giận. Ngày lại ngày nó đến quấy rầy Tiên. Có một lần nó chạm trán Khứa Đài Loan, Khứa cũng cao to và trắng trẻo. Thằng Thăng gườm gườm nhìn Khứa, ánh mắt bốc mùi căm hận, tới mức Khứa phải tránh ánh mắt như dã thú của nó. Khứa Đài Loan làm theo lời dặn, cưới vợ phải cưới liền tay. Khứa về Đài Bắc thư chuyện với cha mẹ và chuẩn bị đưa cha mẹ qua Sài Gòn đón dâu. Sau khi goodbye đám tầng mì, Thăng bảo taxi phóng tới biệt thự Mùa Thu. Tiên kiên quyết không ra mở cửa. Thằng Thăng đánh bài lì ở ngoài cổng suốt nửa tiếng đồng hồ. Rồi nó dùng mobile gọi Tiên. Vẫn không được. Tiên thấy giọng nó là cúp máy. Nó lại bấm máy, vẫn dứa. Nhưng lần sau Tiên không thèm nghe máy. Thằng Thăng nhìn đồng hồ. Nó đã chờ cả một tiếng đồng hồ rồi ư. Sao mà nó hèn thế nhỉ? Phải trừng phạt con giả cái dâm đãng này mới được. Rượu bây giờ mới ngấm. Nó đang thèm, nó đang tức. Đầu óc nó muốn nổ tung. Phọc một cái, nó tung người nhảy lên đỉnh cổng trụ và tuột xuống bên trong. Ngọc Tiên kinh ngạc nhìn bộ mặt dữ tợn của thằng Thăng, mặt nó như dã thú. Nó lao vào Tiên, không nói không rằng, xé banh cái váy ngủ rồi đè cô xuống ngay tại cửa phòng khách. Nhiều chục phút qua đi, nó thở hồng hộc chạy đến mở tủ lạnh lấy rượu uống tiếp. Chai rượu còn gần một nửa, nó tối ở ngược hai hơi thì cạn queo. Ngọc Tiên ôm mặt khóc rưng rức, khóc vì bị làm nhục, vì tội phận, vì căm giận, vì ghê sợ. Tưởng nó buông tha cô, ai dè sau khi đi vệ sinh xong, nó lại ấm thúc cô lên trên lầu. Nó bắt cô làm đồ trò. Từ khi Khứa Đài Loan nhận ra ánh mắt căm thù của thằng Thăng, Khứa cảnh giác, bảo Tiên phải đề phòng. Khứa lắp camera trước biệt thự hướng ra cổng cùng hệ thống còi báo động. Khổ nỗi Ngọc Tiên không thể nào nhớ nổi mã số mà Khứa cài đặt. Chắc ăn hơn, Khứa sắm con dao bấm loại dao Mỹ tuyệt hảo cho Tiên để dưới gối. Thằng Thăng không hề biết chuyện này. Thế nên khi thằng Thăng bạt tai Tiên, khiến cô vọt máu miệng máu mũi, cưỡng ép làm những điều khiến cô ghê tởm, thì cô nghĩ liền tới con dao. Nó ấn dúi ấn dụi cô vô giường, bắt cô chồng mông, đầu chúi xuống nệm ngay đầu giường, sát cái gối để. Nó dồn hết sức lực, khiến cô phải ôm chặt lấy cái gối, cắn răng vào gối, rồi đau quá, phải la lên xin nó ngừng lại. Chợt cô cố lấy giọng dịu dàng nói, thằng nằm xuống đi kẻo mệt, Tiên yêu cho thằng sướng nhỉ. Thằng Thăng mệt thật. Nó nghe vậy, liền ngoan ngoãn ngửa hạch ra. Tiên cố nén sự tờm lợm. Chỉ giờ có thế, Tiên lấy con dao, bấm lưỡi dao bật xuống nệm để khỏi phát ra tiếng động. Rồi nhanh như điện, cô nhả miệng ra, dồn toàn bộ can đảm và lòng căm thù vào lòng bàn tay phải, cô cắt. Thế nhưng, sức mạnh dù xuất phát từ lòng căm thù của một người đàn bà chưa hề thù ác, cái tâm chỉ ham tiền và ham dục tính chứ có ác với ai bao giờ. Sức mạnh ấy dồn xuống bàn tay mềm mại, những ngón tay búp măng run bần bật. Thành thử không đủ làm đứt ngay tức khắc thỏi sắt mà cô từng ham hố, từng ao ước, bởi nó quyến rũ cô mãnh liệt. Nó đưa cô tới đỉnh khoái ngất của hoan lạc, nghe một tiếng cách rất lạ tai, rồi thấy đau nhói khi bị lưỡi dao cứa vào. Thằng Thăng gồng dậy lẹ như tia chớp, hất Tiên xuống đất. Máu từ thằng nhỏ phọt ra thành tia giống như người ta cắt cổ vịt hãm tiết canh, kẻ một sợi chỉ đỏ lên tấm nệm trắng tinh. Thằng Thăng nắm lấy cánh tay phải của Tiên gần giọng, buông dao ra, con đi ngựa dâm đãng, mày dám hại tao hả, giặc cái già. Tiên gầm lên, thằng chó đẻ, hôm nay tao quyết giết mày. Tiên nắm chặt cán dao, nhưng bàn tay thằng Thăng đã như gọng kềm thép kẹp chặt bàn tay cô, khống chế mũi dao hướng về phía ngực cô. Tay trái cô buông tóc, luồn xuống dưới cầm lấy thằng nhỏ mà giật. Máu và chất nhờn trơn quá, khi nãy có lẽ chính bởi cái sự này đã không giúp cô dễ dàng cắt bỏ. Bị giật mạnh, máu càng chảy dữ, thằng Thăng giống lên thất thanh, đau hơn hoạn, nó dồn sức trẻ tuổi 25, sức mạnh như thần. Ấn bàn tay cầm dao của Tiên vào ngực cô. Cô thét lên, tiếng kêu của một con thú bị trọng thương. Một lần, phập, ngập lưỡi, nó rút tay cô lên, rồi hai lần. Đến lần thứ ba thì nó để nguyên tư thế ấy, lưỡi dao bấm ngập lút tới cán,
Bàn tay Tiên vẫn nắm chặt cán dao, nó không rút tay cô lên nữa. Lưỡi dao bấm mảnh như lá lúa của Khứ Đài Loan đưa cho Ngọc Tiên bây giờ cắm nút vào bộ ngực đẹp hàng nhất cõi nhân gian, đã làm mê mẩn lòng biết bao đàn ông. Bộ ngực ấy đang ọc ọc trào máu, máu đỏ chảy trên da thịt trắng ngần, màu trắng đang nhanh chóng bạch ra ngả sang màu xám ngoét. Ngọc Tiên chỉ kêu được hai tiếng, tiếng kêu không đến được lỗ tai ai bởi biệt thự xài máy lạnh đóng kín cửa. Với lại vườn cây mùa thu quá rộng, ngoài phố thì ồn ào sôi động tiếng xe. Cô nằm ngửa hai chân dạng ra sau khi quằn quại dãy giụa, mặt rúng gió, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Thằng Thang quá đau nơi hạ bộ nhưng nó vẫn ý thức được là nó vừa giết người. Bản năng thúc giục nó chạy trốn. Nó vô toilet dùng vòi nước nóng rửa sạch vết thương, mở tủ lấy chai oxy già dốc cà vào và băng bó chặt cho cầm máu. Xong nó nhanh chóng thay bộ đồ mà nó thường để lại trong tủ, rồi nhiệt xác chết nó đâm hoảng. Nó run bắn người, chân tay như nhộn nhão. Nhưng bản năng đánh thức nó. Nó phải thoát ra khỏi vụ này. Lập tức nó chạy xuống bếp, lấy bao tay ni lông mang vào, rồi lau chùi sạch sành sanh mọi dấu vết. Nó nghiện coi phim hình sự Hollywood nên cái vụ đối phó với cảnh sát sau khi gây án mạng, nó dành 6 câu. Nó cố nhớ xem, ngoài bộ quần áo nó thường để lại nhà Tiên để thay đổi cho thơm tho mỗi lần tới đây, có còn gì nữa không? Nhưng nó không sao nhớ nổi. Nó lấy chìa khóa mở cửa ung dung bước ra, rồi cẩn thận khóa cửa lại. Thằng Thăng không thể ngờ là Khứ Đài Loan trước khi về nước chuẩn bị làm đám cưới đã cẩn trọng lắp đặt hệ thống camera chống trộm cho biệt thự mùa thu. Nó nén đầu quốc bộ ra ngã tư đường lớn rồi vẫy taxi đến phòng mạch tư của một bác sĩ ngoại khoa danh tiếng nhất nhì thành phố. Giờ này nó mới nghĩ đến việc cứu cái vật truyền giống. Gần đây thấy Thăng chăm chỉ làm ăn, cả nhà cụ Nguyễn lại hy vọng vào nó. Bà nội hối nó lấy vợ. Cháu là đích tôn, cả dòng họ Nguyễn giờ chỉ trông vào cháu. Liệu mà lập gia đình cháu ạ? Ông bà già rồi, cụ nội cháu năm nay đã 105 tuổi. Cả nhà mong cháu có vợ, có con trai nối dõi tông đường. Cháu có thương bà thì lấy vợ lại lẹ nha. Bác sĩ hỏi vì sao như vậy, nó chỉ cười không nói gì. Phúc tổ nhà nó vết cắt chỉ đứt tĩnh mạch, không can hệ gì. Bác sĩ gặng hỏi nguyên do, thay vì trả lời, nó đưa cho ông ta một bao thư. Nó nói, xin bác sĩ giữ kín cho em, mắc cỡ lắm. Không làm ăn nên cơm cháo gì, con bồ nhí nó ghen. Nó bảo đồ rẻ em có bồ khác, nó chê, hết hàng rồi mới tới nó. Thế là nó điên lên, thèo cho một phát cảnh cáo. Chẳng biết ông bác sĩ có tin lời nó hay không. Chỉ thấy ông cười ngất, nhét bao thư vào túi quần sau, bên trong chiếc áo blue. Xong xuôi nó đi taxi về nhà, đóng chặt cửa phòng nằm mà nghĩ ngợi. Tàn thuốc tê, vết thương nhức nhối. Có khi nào thằng nhỏ bị liệt, nó mà tịt là mình thành công công à? Nhưng có những thứ còn đáng lo hơn. Nó vừa làm Ngọc Tiên đai, giờ nó mới thấy sợ. Nó đã từng làm chết người, nhưng đó là do xe gắn máy cán chết. Đây là chuyện khác. Lễ kỷ niệm sinh nhật cụ Nguyễn đến gần. Năm nay gia đình ông Hòa quyết định làm lễ lớn, mừng cụ Nguyễn 105 tuổi. Ông Hòa lên danh sách khách mời tới 200 người. Có 3 lý do để ông làm lễ lớn. Cả nước được mấy người đại thượng thọ như cụ Nguyễn. Cái khoản 5 cây vàng chạy trọt cho thằng Thăng năm ngoái, ba Đào đã khéo léo hoàn lại cho ông Hòa 3 cây. Bảo là góp tấm lòng thơm thảo vào lễ đại thượng thọ cụ Nguyễn. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai, phương Nam làm ăn phát đạt. Trường của cô khóa này cho ra lò 600 học viên. 400 trong số này là lao động xuất khẩu. Nam mua được lô đất rộng gần 2 hectare ở Thủ Đức, gần với khu vực các trường đại học và tiếp giáp khu công nghiệp của Bình Dương. Cô tiến hành xin giấy phép xây dựng. Dự kiến thi công nhanh nhất cũng phải 1 năm mới hoàn tất. Theo thiết kế, trường sẽ rất hiện đại và nguy nga, nhưng phải xây dựng làm 2 đợt. Vốn vẫn phải trông vào ngân hàng. Chính sách của nhà nước ban hành khá thông thoáng, nhưng đưa vào cuộc sống thì còn quá nhiều khê, phiền toái. Lý do thứ ba, ông Hòa bà Lịch rất mừng vì cháu Thăng ngày càng tỏ ra trí thú làm ăn. Ba Đào hễ gặp Hòa là khen ngợi cháu ông. Nhu cầu về lao động có kỹ năng, có ngoại ngữ ngày càng tăng. Cơ nghĩ sắp tới không phải mướn mặt bằng nữa, Phương Nam thấy nhẹ nhõm vô cùng vì sẽ thoát khỏi sự quấy rầy của gã phó giám đốc công ty cho mướn mặt bằng hiện tại. Gã đúng là một dây cụ. Một tuần trước ngày tổ chức lễ đại thượng thọ cụ Nguyễn thì Phương Nam gặp chuyện rắc rối. Số là gần đây ông phó giám đốc công ty cho mướn mặt bằng rất hay mời cô lên họp. Cái sự họp thì không thấy, chỉ thấy cái sự hành. Gã không cần quanh co mà nói trắng toé ra rằng mình mê Nam, mình yêu Nam, xin Nam dù lòng thương đói hoài đến mình một chút, cả mình mất ăn mất ngủ, sanh bệnh mà chết. Ngay từ khi Phương Nam đàm phán để mướn mặt bằng làm trường, chính ông phó này đã giúp đỡ thần tình nên mọi việc hanh thông. Ơn ấy Nam đã trả chu đáo bằng bao thư, bằng quà cáp đều tăm tắp từ sinh nhật cho đến các ngày lễ Tết, ngày giỗ của gia đình gã. Khốn nỗi quà cáp bao thư gã vẫn cầm đấy, nhưng cái cần hơn là thân hình mơn mởn quyến rũ của Phương Nam kìa.
Không ít lần gã nhìn Nam như muốn bóp gòi cô mà nhậu. Gã từng chộp tay cô hôn lấy hôn để, rồi tiến tới đòi hôn môi. Nam thẳng thắn: anh đừng làm thế, mất hay mất đẹp, không tôn trọng nhau thì uổng lắm. Thế nào gã cũng chơi lại mình. Quả nhiên phía trong mướn mặt bằng đòi tăng giá thuê liên tục. Ok, có hề chi, chắc chắn gã sẽ không dừng tay đó. Phương Nam biết thế nên cô càng giữ gìn cẩn trọng mọi bề. 3 tháng trước, bất khả chối từ, cô nhận lời mời của gã đi ăn tối. Gã tới trước, ngồi đợi trong phòng lạnh, trước mặt là chai whisky Black Label và 2 ly đã rót sẵn. Gã mời cô uống, thấy 2 ly rượu rót sẵn trước khi cô tới. Nam linh cảm có điều gì bất thường, cô lắc đầu nói cảm ơn và kêu một trái dừa. Ly rượu của cô vẫn ở nguyên vị trí. Nhân lúc gã đang cúi đầu gọi đồ ăn, cô lại đang đổi ly rượu trước mặt mình sang cho gã rồi cầm ly rượu kia sang phía mình. Những bữa tiệc chiêu đãi ở trường Nam, cô thấy gã luôn ngồi bên mình. Gã có nét ăn như heo, tôm tộp, dùng chiếc khăn lạnh của nhà hàng một cách vô cùng thích thú. Gã lau mặt, lau cổ, lau luôn xuống nách. Người ta bảo có bao nhiêu vi trùng gây bệnh kinh khủng nhất thì đều tập trung ở những chiếc khăn của mấy nhà hàng bia ôm, mà khăn của mấy nhà hàng ôm thì cũng giật chung với khăn của các nhà hàng khác. Kinh hoàng, Phương Nam biết bao lần giật mình vì những tiếng nổ bôm bốp của thực khách mở khăn khi mới ngồi xuống bàn. Nhìn họ khoái trái lau mặt, ngoái tai, máy mũi bằng chiếc khăn lạnh, Nam dùng mình nổi da gà. Gã rất khoái lau mặt, lau gáy bằng khăn lạnh khi ăn nhậu. Ăn xong, gã xỉa răng rất kỹ. Khi lên xe rồi, miệng gã vẫn ngậm tăm vừa trò chuyện. Rất nhiều buổi sáng Nam gặp gã, chắc là vừa rời tiệm phở, phóng xe tới sở, miệng vẫn mắt bèo cây tăm truyền thống. Hôm ấy gã uống một hơi cả ly rượu Nam đổ cho. Chỉ vài phút sau, chưa ăn hết món tôm hấp nước dừa, gã xây sầm đầu óc, mắt láng liên, tia nhìn man dại khát thèm, mặt mày ngây dại. Linh cảm của Nam đã cứu cô, thuốc kích thích đã ngấm. Thì ra Phó chơi trò khốn nạn với Nam. Cô dần điên lên, gọi tính tiền rồi bỏ mặc Phó ở trong cái phòng lạnh hôi rình mùi khói thuốc lá lưu cữu, trộn lẫn mùi thuốc khử mùi. Bẵng đi một thời gian sau vụ đó, gã lại tiếp tục trò mời họp. Phương Nam lấy cớ bận, cử thầy hiệu Phó Lê Trung Nghĩa đi thế. Tiến sĩ tâm lý học Lê Trung Nghĩa về mặt buồn rười rượi, đưa cho Nam quyết định thu hồi mặt bằng, chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn. Phương Nam không ngạc nhiên chút nào. Cô giận kẻ chỉ vì nhục dục mà hèn hạ phá cô. Cô thà chết già, thà chết thèm chết khát, chứ quyết không bao giờ dây với loại người như thế. Còn nửa tháng mới kết thúc khóa đào tạo này, Phương Nam phải gặp giám đốc công ty, nói mòn cả răng để xin được bàn giao mặt bằng sau khi mãn khóa. May mà ông giám đốc chấp thuận. Về phía Hùng Tâm, được Ngọc Bắc đối xử trọng thị. Một cách tự nhiên, Bắc cảm thấy tin cậy và ngày càng thân tình với Tâm. Tâm gia nhập toàn cầu, góp cổ phần bằng hệ thống biệt thự của mình. Anh được cử làm phó giám đốc Ngọc Viễn Đông, trực tiếp quản lý mảng biệt thự phía Tây Bắc Thủ Thanh. Những biệt thự đó do chính anh xây dựng. Đúng như Thảo nói, Ngọc Bắc đã rót vô đó hơn $1 triệu để làm đường giao thông và nâng cấp biệt thự. Hồng Tâm vui nhiều, tình anh sắc sảo trở lại. Chỉ trừ nỗi buồn trong lòng khi phát hiện ra Minh Thảo, người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ đã có nơi có trốn. Ngọc Bắc nhận lời mời của Tâm đến nhà Tâm chơi vào chiều chủ nhật. Bắc vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi Tâm khoe với anh căn phòng ở lầu 2 nơi anh dành làm xưởng vẽ. Có chừng 50 bức tranh sơn dầu vẽ về Sài Gòn. Bác không dành mấy về hội họa, nhưng anh thấy tranh của Tâm khác hẳn tranh phố phái. Sản phẩm của Bùi Xuân Phái cô tịch làm lòng người xe lại vì vẻ so suối của Hà Nội. Nhưng Sài Gòn, dưới cây cọ của Tâm, hiện ra thật đẹp, nó hào sảng và sôi động, đúng là Sài Gòn. Phải yêu Sài Gòn lắm mới chế ra tranh này, bác nói như độc thoại. Anh nói đúng, tôi là người của Sài Gòn, tôi rất yêu Sài Gòn, tôi có thể chết, hoặc là dở hơi chập mạch nếu phải sống ở nơi nào khác Sài Gòn. Tôi cho anh coi bức này. Tâm mở tấm vải phủ một bức tranh anh vừa hoàn thành đêm qua. Hôm nay sở dĩ tôi mời anh tới nhà nhậu chơi, chủ yếu là muốn khoe cái này. Đẹp quá, lãng mạn quá, hùng vĩ quá anh Tâm. Bác đứng nhìn bức tranh với cảnh Thủ Thanh trong tương lai, dưới tranh đề Sài Gòn thế kỷ 21. Tại sao mới chỉ nghe tôi phát sơ ý tưởng về dự án Thủ Thanh mà anh đã vẽ được cái này? Tại sao? Tại vì tôi yêu Sài Gòn. Sài Gòn là tôi là Sài Gòn. Vì thế bất cứ ai yêu Sài Gòn, gắn bó với nó là người ấy trở thành bạn thân thiết của tôi. Vậy sao? Thật vậy sao? Phải. Nghĩa là tôi được anh coi là bạn chí cốt, là người đáng nể về ý tưởng sáng tạo và niềm đam mê, là đàn anh trong công chuyện làm ăn. Đủ rồi, anh cho tôi đi tàu bay giấy à? Tôi ngang ngạnh, chưa biết định ai bao giờ. Ngày mới gặp Minh Thảo, tôi thấy cô ấy đẹp và thông minh dễ sợ. Nhưng tôi chưa hề khen định cô. Tôi là người chỉ biết nói thẳng. Người ta bảo doanh nhân phải biết dạo, biết mafia, nhưng tôi không thể. Có lẽ tôi không phải được sanh ra để làm doanh nhân chăng? Anh là người nhân hậu, trung thực, tôi tin anh. Anh như là anh em ruột thịt của tôi. Giá gì tôi có anh em ruột thịt.
Ngọc Bắc, anh làm tôi chết vì sung sướng bây giờ. Có thật là anh tin tôi hay coi tôi như ruột thịt? Nếu không thì tôi đã không mời anh gia nhập toàn cầu. Anh nên nhớ rằng trước khi tôi mời anh, tôi đã tìm hiểu kỹ càng, dò tìm cho đến ngọn nguồn sạch lông. Bà ngoại tôi khoái lời kiều lắm. À, ra thế. Anh không giận tôi chứ? Giận anh, sao lại giận? Kết bạn còn phải tìm hiểu cặn kẽ nữa là kết mối làm ăn. Tôi cũng tìm hiểu anh. Anh thấy tôi sao? Ưu việt, miễn bàn. Tôi xin hỏi anh, khi anh bị chém gãy tay, tòa xử như vậy anh có hận tòa không? Có. Vậy tại sao anh không khiếu nại? Tôi muốn yên ổn làm ăn. Một ngày hầu tòa làm tôi già đi vài cái tuổi vì tốn hao thời gian trí lực. Tôi tin là kẻ gây ác, dù có thoát khỏi lưới pháp luật thì cũng khó thoát khỏi lưới trời. Thiên võng khôi khôi, sờ nhi bất động. Tức lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Đúng. Và lại bên gia đình của kẻ ác đã tỏ ra thành tâm nhận lỗi. Họ xin tôi tha thứ cho cháu họ. Giờ tôi nói cho anh biết, ông nội của thằng Tăng, cái thằng cầm đầu vụ chém anh là bác ruột tôi. Ngọc Bắc nhìn Tâm trừng trừng, lặng đi một hồi anh nói. Có chuyện đó. Nhưng cũng chẳng quan hệ gì đến việc tôi coi anh như ruột thịt. Sao anh tốt thế? Anh giàu lòng nhân thế? Tôi nghĩ là tôi giống mẹ. Tôi không giấu gì anh. Tôi có người bạn gái rất thương tôi. Cô là bác sĩ điều trị cho anh tại nhà thương. Cô ấy kể khi mê sảng, anh khẩn cầu mọi người tìm ba cho anh. Ba anh tên là Hòa. Thì ra anh biết về tôi quá nhiều. Thôi, chuyện đó buồn lắm. Uống rượu ngắm tranh của anh cho nhẹ nhõm. Không, nếu quả thực anh đang khao khát tìm ra cha mình, tôi có phải chết cũng giúp anh tìm bằng được. Ngọc Bắc cảm động thức tấm lòng người bạn mới. Hơn anh 3 tuổi, anh kể lại toàn bộ những tình tiết mà anh biết về mối tình của ba mẹ mình. Anh bảo mình vô Sài Gòn lập nghiệp cũng chỉ nhằm đi tìm cha. Chiến tranh kết thúc đã 25 năm, nhưng có biết bao nhiêu người như anh chưa tìm ra người thân. Hồng Tâm nghe và nhớ tất cả. Đêm đó khi thao thức trên giường, óc Tâm chợt lóe lên câu hỏi. Ông Hòa pháo binh mổ ruột dưa ở Khe Xanh với bác đại tá Kỳ Hòa của mình có phải là phải tìm cho ra sự thật, phải coi việc tìm cha cho bác như là sự thôi thúc của chính mình. Chỉ có như thế mới xứng với thiện chí, với tấm lòng của Ngọc Bắc dành cho mình. Người đầu tiên Tâm tìm đến để kể về chuyện Ngọc Bắc đang tìm cha là Phương Nam. Cô nghe rất chăm chú bởi đây là chuyện về Ngọc Bắc, mặc dù đầu óc cô đang bấn loạn với chuyện đi thuê mặt bằng khác để chiêu sinh khóa tới. Chị Nam này, em thấy cái miệng của bác, đôi mắt của bác, sao quen quá, giống hệt cái miệng và đôi mắt bác ba. Trời ơi, có thể như vậy sao? Phương Nam tái mặt, chân tay bồn rồn. Chị trúng gió sao? Mồ hôi mồ kê vã ra như toát dương thế này. Để em kêu... Đừng, chị không sao cả. Chắc là do đêm qua thức khuya. Kể từ Phương Nam bàng hoàng khi nghe những lời Tâm nói. Có thể nào như thế? Có thể nào Ngọc Bắc với mình lại là cùng cha khác mẹ? Hèn chi ngay từ ngày đầu gặp bác mình đã thấy như đã từng gặp nhau, nhất là cái miệng anh cười. Ở đời giống nhau là sự thường, nhưng linh cảm báo cho mình biết, với bác không bình thường tí nào. Phải chăng vì thế mà mặc dù hai người đều thích nhau, cảm mến nhau, nhưng cả hai chưa hề nói với nhau một lời bày tỏ tình cảm của mình. Ơn trời, trời đã giúp chúng con tỉnh táo. Nếu không cứ để chúng con hồn nhiên trong biến mê, thì chúng con đã phạm tội tày đình. Phương Nam hỏi Tâm, bây giờ phải làm chi? Tâm nhìn vẻ mặt đầy hoang mang ngơ ngác của người chị con bác ruột, lòng xe sắt. Em tính cứ hỏi trực tiếp bác ba, nếu quả thực bác đã từng mổ ruột dư ở Khe Xanh là trúng phóc, gia đình chúng ta sẽ có thêm một người tuyệt vời. Không được, Tâm ơi. Tâm nghĩ đơn giản quá, chuyện này kinh khủng lắm. Má Lịch bao nhiêu tuổi rồi, sức khỏe thế nào, Tâm biết không? Bao nhiêu nỗi đau sau chiến tranh, má Lịch là người gánh chịu tất thảy. Liệu má Lịch có còn trụ vững khi nghe chuyện này? Em hiểu ý chị, em đúng là quá đơn giản. Vậy chị tính sao? Phương Nam nghĩ đến ông nội, nhưng tai nội nghĩnh ngãng, muốn nói với nội điều gì phải la thật lớn. Trước hết Tâm bảo mình phải hỏi ba, chỉ hỏi mình riêng ba mà thôi. Đúng vậy, bao giờ? Chuyện này đâu có thể chờ đợi hả Tâm? Nếu mọi chuyện rõ ràng trước dịp lễ đại thường thọ ông nội, thì ông nội chúng ta, đại gia đình chúng ta sẽ là đại phúc. Nghe nói ba má Tâm về nước đợt này. Dạ, ba má bảo về mừng đại thường thọ ông nội và mừng cho em đã gia nhập một tập đoàn lớn. 5 năm trước, gia đình ông Hòa làm lễ mừng cụ Nguyễn tròn 100 tuổi với món ăn đậm đà tình quê hương thật sum tụ. Ấn tượng về cuộc lễ ấy còn mãi. Năm nay, lễ đại thường thọ diễn ra trong bối cảnh Sài Gòn xây dựng và phát triển đến chóng mặt. Những gì là bản chất ưu việt nhất, năng động nhất của thành phố trẻ được chắp cánh, khiến cho bộ mặt Sài Gòn rạng ngời hơn trước nhiều. Đồng thời như nấm mọc sau mưa rào, Sài Gòn đầy rẫy những mặt trái của cuộc đời, những kẻ cơ hội cục bộ, những vụ làm ăn, mua bán bất chính, những tội phạm vô cùng tinh vi và tàn bạo, âu cũng là lẽ thường tình của cuộc đời. Ông Nguyễn Kỳ Khoa, con trai út của cụ Nguyễn, đưa vợ về nước mừng thọ cha.
chứng kiến một Sài Gòn thanh bình và tươi tắn, phơi phới đi lên. Sài Gòn đang từng bước hiện đại hóa, hy vọng xóa được khoảng cách tụt hậu do một thời ấu trĩ, duy ý chí, sai lầm. Sài Gòn đang có tham vọng đi tắt đón đầu. Ông Khoa và vợ vô cùng ngỡ ngàng, có nhiều điều ông không hiểu nổi. Sài Gòn với ông đã trở nên xa lạ. Điều này khác hẳn với con trai ông. Con trai hùng tâm của ông từng nhiều lần thốt lên: "Ba ơi, con không thể sống xa Sài Gòn, Sài Gòn với con là một." Thế nhưng, sự ngỡ ngàng lớn nhất đối với vợ chồng ông Kỳ Khoa lại không phải là chuyện đổi mới, chuyện của thành phố, mà là chuyện riêng của người anh ruột, chuyện ông Hòa. Sau khi nghe con gái hỏi sự tình, ông Hòa đã xác nhận tất cả. Ông kể rằng nếu như không có nữ bác sĩ tài giỏi người Hà Nội có mái tóc dài tới đầu gối thì ông đã chết ở Trường Sơn từ đầu năm 69 rồi. Người con gái xinh đẹp ấy tên là Việt, yêu ông hết lòng. Hai người thực sự gần nhau, sống với nhau chỉ vài ngày. Khi ông Hòa được lệnh gấp đi ra trận, họ nói với nhau rất nhiều lời yêu đương mà chưa kịp nói với nhau địa chỉ liên lạc. Nếu như sau cuộc tình ấy, ba có một người con trai, mấy chục năm qua đang tìm ba có nhận không? Con nói sao? Ba đã nghe rồi. Nếu quả như vậy thì là đại phúc cho nhà ta con à? Phương Nam lặng người, nhìn ba đau đớn. Cô vừa giận ba, vừa thương ba. Nhưng nghĩ tới Ngọc Bắc, bao nhiêu năm nay không có ba, đi tìm ba, cô xót xa trong dạ. Quyết tâm tìm ra cội nguồn, quyết tâm tìm cha thường trực trong lòng Bắc. Trong chuyến đi Thụy Sĩ gần đây, Stephen Harris, người mà Bắc đã làm lễ kết nghĩa anh em tại Hà Nội cách nay 8 năm, đã đưa chú em Việt Nam đi lấy mẫu ADN. Stephen nói rằng có kết quả này khi nào gặp đối tượng đang tìm kiếm sẽ chứng minh được liền. Ngay cả chuyện này qua tâm đã đến tai Phương Nam rồi đến tai ông Hòa. Hòa vừa mừng vừa lo, vừa sung sướng, mà cảm tội lỗi với Bắc, với Thanh Việt. Hòa bình đã hơn 30 năm, mà chưa một lần ông có ý nghĩ đi tìm Việt. Một tuần ăn nằm với nhau, trai vạm vỡ, gái non tơ khỏe mạnh, lại mê say nhau đắm đuối. Chắc chắn là phải có bầu, có con. Vậy mà sao ông đỡ không thèm nói hoài đến người bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho ông, đã tự nguyện thành tâm dâng hiến tất cả cho ông? Sao mà ông vô tình bạc nghĩa đến thế? Hòa còn mang nặng mà cảm tội lỗi với bà Lịch, bà Yến, với con gái Phương Nam và cháu Thăng. Ngày trước, đất nước chia cắt, nhận được tin bà Lịch chết trong tù, ông Tục Huyền đã đành. Nay lại thêm cuộc tình Trường Sơn trên đường vô Nam, tức là về với gia đình, với người vợ hiền mà ông còn trăng gió như vậy sao? Khi đã quan hệ với Thanh Việt rồi, không giây phút nào ông có nghĩ đến cô, đến hậu quả của những ngày trăng mật ư? Cứ theo cái lối tư duy ấy mà xét, thì ông là một thằng đốn mạt. Phương Nam choáng váng khi cha xác nhận tất cả. Ông Hòa khẩn thiết yêu cầu con gái và cháu Tâm cho ông đi gặp Ngọc Bắc ngay lập tức. Ông nói với vợ: "Tôi có tội với bà, xin bà tha thứ cho tôi. Tôi đã là người chồng không ra gì, nhưng tôi già rồi, tôi cô đơn trơ trọi vô cùng, xin bà tha thứ cho tôi." Bà Lịch ngửa mặt la lên một tiếng thất thanh khô khốc trời, rồi bà gục xuống không nói thêm lời nào. Bà nằm liệt không ăn không uống gì suốt 2 ngày. Ông Hòa quỳ bên giường bà, vô ích. Lần đầu tiên trong đời ông Hòa đã quỳ, mà không chỉ 1 phút, những 5 phút, cho đến khi bà Lịch gầm lên ông mới cúi đầu đi ra. Cả nhà thay nhau vào thuyết phục bà Lịch. Bà không nghe ai cả. Bà gào lên: "Tôi muốn chết. Hãy để cho tôi chết. Chỉ có cái chết mới làm tôi rũ bỏ tất thảy khổ đau." Bà muốn tung hê hết thảy. Đời bà coi như chẳng còn gì. Cụ Nguyễn đến bên nắm lấy bàn tay con dâu, giọng run run: "Lịch ơi, tỉnh lại đi con. Nghe lời cha đi con. Con thất vọng, giận dữ, còn có chết ngay lúc này thì mọi sự cũng đã rồi con à. Con trai ta nó lạc vô biến mê, nó nú lẫn, nó không còn giữ được sự lành mạnh. Ta xin con tha cho nó. Có lẽ phải đối mặt với chiến tranh, chết chóc nhiều quá, nó buồn xuôi. Thôi thì vì ta, con tha thứ cho nó, Lịch ơi." Bà Lịch nằm yên quay mặt vô tường. Cụ Nguyễn kiên nhẫn: "Con ơi, ngày mai các con làm sinh nhật cho ta. Nếu con tha thứ cho chồng thì ta sống để hưởng cái lễ ngày mai, nhược bằng không ta chào con, ta chẳng thiết chi nữa." Mấy tiếng nói cuối câu của cụ Nguyễn run và yếu hẳn, chỉ nghe lào thào.
Bố chồng đã hơn một lần khuyên nhủ, năn nỉ bà Lịch vào những lúc bà thất vọng tột độ về chồng. Lần đầu khi bà nhận được tin ông Hòa lấy vợ ngoài Bắc. Lần thứ hai, khi ông Hòa đòi đón bà vợ mất vô sống tại Sài Gòn. Lần thứ ba, vợ chồng cãi nhau kịch liệt đòi ly hôn do vụ thằng Thăng hư hỏng. Lần đó, ông Hòa bỏ nhà đi chơi cả tháng khắp miền Bắc. Và lần này, cụ Nguyễn lại thành công. Ông bố chồng đức độ, bao dung, tâm sáng như sao khuê. Chừng đó năm bà làm dâu mà chưa bao giờ bị bố chồng la mắng. Cụ Nguyễn xin bà tha thứ cho con trai. Bà Lịch nén uất hận hồi tâm. Ngày hôm sau, nhà bà đón khách tới dự lễ mừng cụ Nguyễn 105 tuổi. Chuyện đâu còn đó, bây giờ phải lo ngày lễ chứ. Ngọc Bắc ngạc nhiên khi Phương Nam và Hùng Tâm xuất hiện. Anh vui lắm. Đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy Nam, người con gái mà anh quý mến trân trọng, mong cô về làm việc cùng với anh. Thế nhưng cô đã thẳng thắn từ chối. Ngọc Bắc nhìn Nam trìu mến mừng rỡ. Phép thần nào đã mang Phương Nam đến thăm tôi hả Nam? Nếu có phép thần thì đó chính là anh. Nam trả lời, giọng nàng trong và ngọt, mắt lấp lánh niềm vui. Nam và Tâm đến mời anh ngày mai tới dự lễ mừng thọ ông nội, anh tới chứ? Sao không? Ngày vui của gia đình, được hai chị em Nam Tâm đến tận nơi mời, vinh dự quá, nhất định tôi sẽ đến. Cho đến giờ phút này, Phương Nam chưa cho Tâm nói ra việc ba cô chính là đại úy pháo binh mổ ruột thừa Khe Xanh. Và vì thế về quan hệ gia đình huyết thống, Ngọc Bắc chưa biết rằng anh phải kêu Phương Nam bằng chị. Nam định bụng ngày mai, khi Bắc tới dự lễ đại thượng thọ, cô sẽ mời ba gặp riêng Bắc để hai người tự giải quyết với nhau. Như thế thú vị hơn nhiều. Đây suy cho cùng là niềm vui lớn của ba cô. Đây là phước lớn cho gia tộc cụ Nguyễn. Bao nhiêu năm qua, trong căn nhà này, Phương Nam cảm nhận được nỗi buồn quá lớn của ba và ông nội. Về chuyện cháu Thăng hư đốn, không còn ai nối dõi tông đường. Niềm day dứt khổ tâm của hai người đàn ông, nay đã có cơ hội giải tỏa. Ngọc Bắc là một người ưu tú, chắc ba và ông nội sẽ rất vui. Bây giờ chỉ còn một mối lo duy nhất là má Lịch. Nam thương má, biết má sẽ buồn, rất buồn. Người vợ nào cho dù có bao dung, độ lượng đến đâu cũng khó mà dễ dàng tha thứ cho chồng trước chuyện tài đình như thế. Mẹ cô, Nam nghĩ biết chuyện này sẽ ra sao. Khách khứa tới đông đủ, lãnh đạo cao nhất của thành phố có mặt, ông chủ tịch hội người cao tuổi thành phố đọc diễn văn chúc mừng cụ Nguyễn. Các cơ quan truyền thông đại chúng, ngoài dự định của gia đình, biết tin, đều liên hệ, xin được phỏng vấn, quay phim chụp ảnh. Thay mặt gia đình, Phương Nam nồng nhiệt chào đón họ. Bữa tiệc diễn ra tràn đầy vui vẻ, quý khách tỏ ra hào hứng với những món ăn điển hình trong văn hóa ẩm thực Bắc Trung Nam, một đất nước thống nhất. Tiệc diễn ra được chừng nửa giờ, thì trong căn phòng riêng của mình, ông Hòa, Ngọc Bắc, Phương Nam, Hùng Tâm tề tiệu. Ông Hòa, cháu Ngọc Bắc, cho đến giờ phút này, bác hy vọng Châu đã về hợp phố. Thưa bác, cháu chưa hiểu. Bác ơi, mẹ anh đã đặt cho anh cái tên thật xứng với anh, Ngọc Bắc. Ta chính là cha của con. Ông Hòa nước mắt lưng tròng, nắm chặt bàn tay Bắc. Bác nói gì? Bác là... Phải, ta chính là đại úy pháo binh Nguyễn Kỳ Hòa. Đầu xuân năm 1969, trên đường ra trận, ta bị bục ruột dư. Trời đã xui cho ta gặp mẹ con, và ta được chính mẹ con cứu sống. Hòa phải ngừng lời vì khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ta đã là một kẻ vô tình. Khi chia tay, mẹ con ôm lấy ta mà hôn đến ngạt thở. Anh Hòa, chúc anh chân cứng đá mềm và đừng bao giờ quên em. Ta không quên, thực lòng không bao giờ ta quên Ngô Thanh Việt. Nhưng chiến tranh vào giai đoạn vô cùng ác liệt. Ta thì cứ nghĩ, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Với lại, chúng ta, ta và mẹ con đã quên mất, hoặc là cố ý, không ghi địa chỉ để liên lạc về sau. Thời đó, trai ra trận mấy ai trở về con ơi. Tiểu đoàn của ta 600 người, toàn tú tài với lớp 8, lớp 9, lông mang mới mọc trên mép, đầy nhiệt huyết. Ta đưa họ từ nơi tuyển quân giờ miền Bắc vô Nam. 600 người con ưu tú ấy, 600 chàng trai thông minh, chất phác ấy, chưa một ai biết yêu, chưa một ai biết nụ hôn là như thế nào. Đến ngày đất nước hòa bình, 600 chỉ còn sống sót 6 người. Chiến tranh là thế, ta có tội với con. Từ sau ngày giải phóng tới giờ mà chưa một lần tìm cách liên hệ với mẹ con. Ta là một thằng đã nông đốn mạt con ơi. Trời ơi! Thế mà ta lại có một người con trai tuấn tú tài ba như con. Trời ơi! Cha xin con, hãy tha thứ cho cha, Ngọc Bắc ơi! Hòa bồng bột đứng dậy run rẩy ôm chầm lấy Ngọc Bắc. Nước mắt đông lã trã trên vai Bắc. Bắc không nói gì. Người này là cha mình ư? Là cha sao nữa vô tình đến thế? Là cha sao biển biệt 25 năm trường không một lần cất công đi tìm mẹ? Ngay sau khi im tiếng súng và đi tìm mẹ mới là người chứ.
Người này là cha mình ư? Là cha mình, là người được mẹ trao thân gửi phận. Phải là một người có lương tri, có nhân cách chứ. Sao ông lại hạ cha con ông Hoàng? Sao ông lại tìm mọi cách chạy trò cho thằng Thăng cháu ruột ông phạm hết tội ác này đến tội ác khác? Kể từ khi nó 14, 15 tuổi tới nay. Ông Hòa, ông là ai? Ông không thể nào là cha tôi. Bác không mở được miệng, không nói một câu nào, mặt anh vô cảm, cả căn phòng chìm trong im lặng, ngộp thở. Ngọc Bắc. Phương Nam phá tan sự im lặng. Nói gì đi chứ, ba đang chờ kìa. Không, thưa bác, chắc là có ngộ nhận, ba cháu đã chết rồi. Ngọc Bắc không kìm được, hòa khóc hu hu như cha anh vừa chết trước mặt anh. Đúng vào giây phút đấy, tại cổng ngôi nhà ba lầu trên đường Hàm Nghi, chiếc xe Jeep của cảnh sát hình sự thắng gấp. Ba người trên xe và một con bẹc dê ào vào nhà. Con bẹc dê hin hít đánh hơi rồi cứ theo thang lầu mà lao lên sân thượng. Nó dừng lại người đầu gối thằng Thăng, lúc này đang nhậu tưng bừng bên cạnh đại ca XO của nó. Con bẹc dê sủa ông ổng liên hồi. Thằng Thăng hốt hoảng đứng vụt lên bò chạy. Nhưng mới ra khỏi bàn tiệc được 3-4 bước thì con bẹc dê đã trồm lên, hàm mõm to như cái gầu sòng ngoạm thẳng lấy cái cẳng giò của thằng Thăng. Lệnh bắt khẩn cấp. Người mang lon đại úy cầm tờ lệnh đọc lớn. Sau một tuần lễ điều tra truy tìm hung thủ đã đâm chết nạn nhân Ngọc Tiên tại biệt thự Mùi Thu, nay viện kiểm sát thành phố tuyên bố bắt khẩn cấp hung thủ Nguyễn Quốc Thăng, sinh ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Hà Nội, nhân viên công ty Chiêm, trú tại số nhà đường Hàm Nghi, quận Nhất. Ông Hòa, Ngọc Bắc, Phương Nam, Hùng Tâm lên tới sân thượng thì cảnh sát đã tra cổng số 8 vào tay thằng Thăng, giải nó đi. Nó nhìn XO, nhìn mọi người, rồi la thất thanh. Trong giờ phút này, nó không cầu cứu ai ngoài đại ca của nó. Em vô tội, anh Ba Đào ơi, cứu em vô tội, em không giết người đại ca ơi. Cô Nguyễn đang rất hưng phấn, gương mặt đẹp như ông tiên, tươi tắn ngồi tiếp khách ruột của mình tại bàn tiệc. Chứng kiến cảnh đó, ú ớ câu gì không thành tiếng, gục ngay xuống bàn. Hồng Tâm dựng ông nội dậy, mặt cụ Nguyễn trắng bệch. Từ hai mắt cụ túa ra, không phải là nước mắt bình thường, mà là một thứ nước đỏ như máu. Chưa hết từ hai lỗ tai cụ, dòng dốc tuôn ra một thứ gì giống như tro, mà không phải tro, nó giống như phân rời. Ông Hòa chạy đến bên cha, tính dìu cha xuống phòng nằm nghỉ, nhưng ngay lập tức, Hòa khuỵu xuống bất tỉnh. Tại bệnh viện, bác sĩ bảo ông bị tai biến mạch máu não. Ở cơ quan công an, thằng Thăng chối phăng, khăng khăng bác bỏ lời buộc tội nó giết người. Nó tuyên bố im lặng, nó chỉ nói khi nào có luật sư của riêng mình. Đây là một điều mới mẻ trong quá trình tố tụng tại Việt Nam. Mà kệ, nó xem phim Mỹ nhiều rồi, Mỹ người ta văn minh, nó phải yêu sách đúng như Mỹ. Công an lấy cung suốt 4 ngày liền mà thằng Thăng không mở miệng cóc. Không cho nó ăn, nó cũng cóc cần. Chẳng rõ là cố ý hay vô tình mà người ta nhiều lần đụng phải vết thương nơi thằng nhỏ của nó, đau như thiến. Nó la toáng lên. Bỡ người ta, công an đánh người. Bỡ người ta, công an đánh con liệt sĩ. Cha hay cha, cha sống khôn thác thiên. Về đây mà coi các đồng chí của cha đang tấn công con trai độc nhất của cha này. Đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất. Người ta phải cho thằng Thăng cái quyền mời luật sư. XO chỉ chờ có thế. Từ khi thằng Thăng bị bắt, XO lo sốt vó. Nó biết nhiều bí mật mánh lới làm ăn, nhất là đường dây chạy án của mình. Nó mà khai ra thì hư đường hư bột giáo trọi. Vốn từng hành nghề luật, XO vận hết các mối quan hệ, quyết ra tay lo cho thằng Thăng. Khi luật sư của nó tới, thằng Thăng được làm việc riêng với luật sư 2 tiếng đồng hồ. Vô phòng hỏi cung, lúc đầu nó vẫn khăng khăng không hề dính líu gì tới vụ án. Đến khi hết kiên nhẫn, cảnh sát phải cho chiếu lại cái đĩa từ mà hệ thống camera của khứa Đài Loan sắp đặt, ghi được cảnh thằng Thăng vượt qua cổng vô nhà, cảnh nó cưỡng bức Ngọc Tiên ở phòng khách và cảnh nó ung dung mở cổng ra đi. Ngày giờ xảy ra sự kiện hiện rõ trên phim, chỉ có cảnh gây án trên lầu 1 là không ghi được vì trên đó không lắp camera. Xem xong phim, luật sư của thằng Thăng, một luật sư có tiếng, từng cãi cho những tội phạm cộm cán ở Sài Gòn, nhìn nó nói: em đã làm gì thì cứ khai ra, không có dấu tay em, không có chứng cứ nào chứng tỏ tay em trực tiếp cầm cán con dao bấm, em sợ gì? Thằng Thăng nói như cái máy. Nó bị tấn công trước, bằng chứng là nó bị Ngọc Tiên lừa cho làm tình, rồi theo cậu nhỏ buộc lòng nó phải tự vệ, phải cướp con dao, nếu không sẽ bị Ngọc Tiên đâm chết tươi. Trong lúc giằng co quyết liệt, vô tình mũi dao bấm găm vào ngực nạn nhân, nó không hề chú ý giết người. Luật sư của thằng Thăng có phao, kiên trì luận điểm này: thân chủ của tôi không ra tay trước, Thăng không chú ý giết người. Cảnh sát hỏi: vì sao mũi dao bấm lại vô tình những 3 lần? Nếu không chú ý giết người thì tại sao lại lẩn trốn? Luật sư cứng cựa: không hề chú ý giết chết nạn nhân là sự thật. Đây là sự thật mà tôi sẽ bảo vệ thân chủ của tôi tới cùng. Mũi dao bấm do tay nạn nhân tự đưa vào ngực mình,
đó là điều không thể chối cãi. Bảo rằng tay của thân chủ tôi nắm lấy tay nạn nhân để đâm mũi dao vào ngực nạn nhân, đó là suy diễn. Dấu tay đâu? Không có dấu tay, chỉ là suy diễn. Mặt khác, cho dù có chuyện đó thì có thể xuất phát từ bản năng tự vệ. Trước cái chết, trước vết thương nơi hạ bộ đang trào máu, thân chủ tôi phải tự vệ. Còn câu hỏi vì sao lẩn trốn, rất đơn giản. Thân chủ tôi mới 25 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, hoảng sợ là tất nhiên. Vô ý gây ra án mạng, ai mà không sợ. Mặt khác, thân chủ tôi đang điều trị vết thương. Luật sư chợt mỉm cười, nhìn thẳng vào những người lễ cung. Chắc quý ngài cũng biết câu, đau như hoạn. Hy vọng thoát án tử hình, án trung thân, nhưng có mà thoát 20 năm gỡ lịch trong tù. Đó là lời luật sư nói riêng với XO sau cuộc hỏi cung. XO nghĩ thằng Tăng biết quá nhiều công chuyện làm ăn của mình, cần tắc vô ưu. XO tính đến phương án 2. Từ khi bị bắt, thằng Tăng thường xuyên nhận được thông điệp của XO. Thông điệp mới nhất là, nếu thằng Tăng ngoan ngoãn nghe theo lời XO im lặng thì vô tư. Cứ thọ án vô tù rồi đại ca sẽ lo cho ra tiền lệ. Bằng không, cũng khai bậy bạ, thì hậu quả khôn lường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Cõi Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.